Đi vô cả nhà ơi, vô đây hỏi thăm gia đình ông. Ôi trời ơi, tàn chi không biết. Con chào bác. Chào con nhé. Chào em gái. Đây là con trai lớn của em đấy hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi em? Dạ, nó được 3 tuổi rồi. Ngồi đi anh em ngồi chơi coi. 3 tuổi. Mấy bé bé này bao nhiêu tháng rồi? Dạ gần 5 tháng. 4 tháng mấy gần 5 tháng. Ừ. Năm nay bao nhiêu tuổi bác? 68. Dạ. Là ông bên này ông ngoại hay ông nội đây? Ngoại. Anh nội đâu có đây. Dạ. Ngoại ở dưới. Dạ. Chứ mình ở cái nhà này là bao nhiêu năm rồi à, ông? Nhà này mới có năm mấy nha. Dạ. Còn hôm nay thì con cũng, con tên Đặng Hữu Nghị, ở kênh YouTube con là Đặng Hữu Nghị. Thì con nghe những anh chị gọi cho con là trình bày về cái hoàn cảnh của gia đình của bác. Dạ. Thì con cũng có thấy hình mấy anh chị đưa lên. Này, thấy bé tội quá. Bây giờ con xuống đây để con quay, con kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cho bé để điều trị cái bệnh này á. Yeah. Thì giờ cái bệnh của bé là như thế nào bác? Bác kéo cái áo lên cho con xem được không? Từ nhỏ ở trong bụng mẹ ra là nó vậy luôn đó. Đi ra bệnh viện khám thì bác sĩ nói nó đâu, kéo lên nha. Đây là nó bị lúng cái ngực vô vậy đó hả? Dạ. Đây cả nhà nhìn nè, tội chưa? Bị bẩm sinh như thế này rồi điều trị được không? Bác sĩ nói đó, bị vậy từ nhỏ trong bụng mẹ luôn, không có trị được. Trời ơi, tội chưa? Bác sĩ nói nhầm khi đứa lớn thì nó ấy lên, còn đứa thì vậy và tới lớn luôn. Trời ơi, 3 tuổi này mà được 6-7 kg gì không? Dạ, được 8 kg rồi. 8 kg rồi đó hả? Dạ. Cũng suy dinh dưỡng rồi, ốm rồi. Rồi ăn uống gì được không em? Nó ăn cơm nó xỉu ăn, mà uống sữa thì nhiều. À, nó không chịu ăn hả? Nó không chịu ăn cơm cá thịt nhất trơn, nó không chịu ăn. Tội gì? Cơm ăn không vậy đó. Trời ơi. Đấy giờ nó cơm một cơm để chén. Rồi nói chuyện sao nhiều không? Dạy để kêu bà ông được. À, là mới tập nói bập bẹo thôi hả? Cậu được. Trời ơi, nói chậm dữ vậy. 3 dạ. Tuổi rồi mà. Mà con bị vậy á, là mình thấy nó có bị hay khó thở hay là đau gì không? Thường xuyên đau gì không? Không, vậy nó bình thường, nó đâu có khó thở đâu. Bình thường. Uống sữa quá nhiều cái nó ọc. Ọc sữa. Dạ. Uống sữa nhiều quá cái không nổi cái nó ọc. Giống như là bị cái gì đó mình không hiểu được. Rồi bác sĩ họ không nói điều trị thế nào hết hả em? Dạ không, đi ngoại khám bác sĩ thấy nó bị lỡ gì từ nhỏ luôn. À. Thì rồi giờ chồng ba của hai bé đâu? Đi mà ở ngoài đồng á. Dạ. Là nhà mình có lúa có đồ gì không? Dạ không, mình mướn với đương ba đồ thủ công như vậy á. À, em đương cái này đây á hả? À. Cái này đây hả? À. Cái này là gọi là lục bình phải không ta? Lục bình. Đây cả nhà ơi, giờ người mẹ ở nhà cũng không biết làm gì, vừa chăm con vừa đan cái này để kiếm sống. Ví dụ mình làm cái này là một ngày mình làm khoảng được bao nhiêu cái thế này? Một ngày ai đương nhanh thì được 3-4 cái. Trời ơi. Rồi một cái là bao nhiêu tiền? Cái thì này em không có biết giá, đã chưa có biết giá. Thì nó đưa lương gì chưa có nói giá. À, là mới đây thôi hả? Họ mới đưa đây thôi hả? Dạ. Trước là đưa lương rồi. À. Mà nó chưa trả tiền, nó chưa đưa tiền. Trời ơi, thấy không? Làm đặt cực khổ rồi mà còn chưa đưa tiền nữa, lấy cái gì mà ăn? Công ty biết đâu, ngoài công ty sao mà tiền đã đưa. Như cu lớn đây nè, con trai đúng không em? Dạ. Này con trai luôn nè. À, hai đứa con trai. Ừ. Nhưng mà vậy nhà nước có hỗ trợ tiền bệnh tật này cho bé không? Không. Dạ không. Không có anh trưởng ấp, anh làm ở trong ấy, trong ban trống ra hỏi thằng nhỏ có bị sinh dưỡng không, nó có mà không biết, mà biết đâu tới nay không biết có chưa.
À dạ hả, cái bị dị tật bẩm sinh này thì bên nhà nước họ biết, họ cũng hỗ trợ hàng tháng vài trăm đỡ bớt đi. Rồi mình uống sữa gì? Nó uống sữa đó. Sữa à, sữa cô gái Hà Lan đó đó hả, sữa sữa Vinamilk hả, Vinamilk thùng đấy hả. Rồi cô gái Hà Lan nó uống được. À đây các mạnh thường quân ơi, hữu nghị đọc lại cái địa chỉ để cho các mạnh thường quân muốn giúp đỡ ủng hộ cho gia đình của ông bà cháu đây, thì các mạnh thường quân liên lạc qua cái địa chỉ tổ 5 ấp 6 xã Giáo Dòng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mẹ của hai bé là Võ Thị Hà. Số điện thoại của mẹ bé là 033 4379 419. Và ông Võ Văn Lắc đây là ông ngoại. Ông ngoại năm nay bảy bảy mấy ông? Bảy Sáu mấy? tám À 68 tuổi. Nha cả nhà ơi, đây hữu nghị đọc đây là rõ ràng này, đưa lên đây để cho các mạnh thường quân cùng xem và giúp đỡ cho những cái mảnh đời bất hạnh như thế này thì quá là quý rồi. Như vậy là bé có như như bé còn bọc tả không? không. Nhưng hôm nó không mặc ra. À vậy hả, mà cái nhà sàn này á, là mình đi đi tiểu cái nó xuống dưới hết rồi ha, đỡ ha, chứ gặp nền, gặp nền đồ nữa là nó ướt khó chịu lắm. Thôi giờ luôn tiện đây con cũng không có gì hơn, con xin gửi cho bác 500 để đây con của ít lòng nhiều, con đi quay vậy thì con thấy hoàn cảnh nào mà con cũng không biết nói gì hết, thôi con để vậy cho bác mua cái gì cho cả nhà mình cùng ăn bác nha. Đó, chứ đó các mình cũng thấy đáng thương không cả nhà ơi, mình về đây thì mình thấy nhiều hoàn cảnh quá tội nên chi mình cũng không không giúp gì được hết, chỉ có món quà nho nhỏ của ít lòng nhiều của hữu nghị thôi. Lâu lắm rồi không có nhớ em luôn á. Mấy ba cái đồ làm nó luôn sao mà tay chân ông bị rồi. Ok, giờ bây giờ hữu nghị xin kết thúc video ở đây nha cả nhà ơi. Hữu nghị rất mong sao các mạnh thường quân ở trong nước và nước ngoài xem những cái video của kênh YouTube Đặng Hữu Nghị ngày càng nhiều hơn, và thấy những cái hoàn cảnh đáng thương như thế này thì các mạnh thường quân cứ liên hệ trực tiếp, bởi vì hữu nghị quay là lúc nào cũng lấy cái địa chỉ của những cái hoàn cảnh thôi, chứ hữu nghị không có lấy riêng của mình nha. Đó, để mà giúp đỡ cho trực tiếp á nha. Còn các mạnh thường quân nào muốn ủng hộ số tiền lớn để xây nhà, xây cửa, làm nhà tạm hay là như thế nào đó thì cứ tin tưởng hữu nghị, thì hữu nghị sẽ làm hết mình, cũng giống như những hoàn cảnh khác mà hữu nghị đã từng làm, là mình đem tiền tới trao tặng nhà và xây những cái nhà tạm cho những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thế này nhé cả nhà. Rồi nhân dịp năm mới, hữu nghị kính chúc toàn thể các mạnh thường quân trong nước và nước ngoài luôn luôn bình an, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài và tràn đầy niềm vui hạnh phúc cả nhà nhé. Bye bye. Bye bye bà con, bye bye cả nhà mình. Rồi thôi con về nha, con về bác.